nha. Hiện tại là mình đang ở lầu 7 Central World các bạn. Giờ này chưa 1 giờ mấy rồi, đói bụng quá, giờ mình lên đây mình tìm đồ ăn. À, giờ mình vô đây mình mua thẻ nè các bạn, ở lầu 7 Central World nha. 500 gì à? Mình cứ nạp tiền vô thẻ các bạn, mình ăn còn dư tiền thì mình quay qua mình lấy lại thôi. Thank you. Wow. Đó, cho các bạn xem sơ sơ nha. Đây là lầu 7 Central World. Đây đồ ăn rất là nhiều các bạn. Giờ các bạn thích ăn món nào thì các bạn làm món đó thôi. Giờ thôi, mình đi lại mình kiếm cơm mình ăn đi các bạn. Đây nè, có thể quyền lực. À dạ. Đây. Đó, mình thấy cơm ở đây nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn. Cho các bạn xem nha. Đó, đây là nước chấm nha, đầy đủ luôn. Có xúc xích, chả cá chiên, trứng hồng đào, tôm, trứng chiên. Ở đây là cá biển nè các bạn. Đó, khách đang cũng chờ mua luôn. Nhìn rất là bắt mắt luôn. Đây, ở bên này mình thấy có đậu đũa nè, cá, rồi lạp xưởng, rồi xoài, ớt, hành, chanh. Đây, đó, rất là tươi, rất là đẹp luôn các bạn. Mình đứng mình thử mình mua một cái mình ăn nha các bạn. Mình đang đứng chờ thôi. Để một chút xíu mình mua mình ăn xem một phần tầm bao nhiêu tiền nha các bạn. Trước mắt là mình thấy rất là sạch sẽ luôn. Rau cải thì tươi xanh như bức tranh nha các bạn. Nhân viên thì mặc đồ và khẩu trang đầy đủ hết luôn. À, thịt kho các bạn, cơm chiên đó. Tuyệt vời. Bảy chục bạc, 707 49 50 ngàn. Thank you. Rồi một cái trứng muối nha. Đó, một cái phần cơm. Cà tím chiên, trứng chiên, cà rốt, hấp luộc các bạn, cải. Ở đây cũng cải nữa nè. Quá đã. Khổ qua rừng. Bí gợ, bí đỏ các bạn. Cà bắp, dưa leo. Wow. Cái đó mình chưa ăn lần nào luôn. Trái cà tím nhỏ các bạn, mini á. Wow. À, thịt kho luôn. Shop đầy đủ đồ chơi. Ok. Đây nè các bạn. À. Hoành tráng chưa? Ăn trải nghiệm thôi chứ cái món này mình chưa ăn bao giờ các bạn. À, trên này có món đầy đủ nè các bạn. Đó, hình ảnh này đầy đủ nha. Giá thì 100 bạc đổ lại thôi. Rồi, bên đây nữa nè. Toàn là tiếng Thái thôi các bạn. Ồ, nãy mình chọn số 75 này ngon quá. Ở số 4 này là ngon rồi. Thấy có canh tôm đồ nữa. Thôi, bữa nào mình ghé mình ăn tiếp các bạn. Ở đây là lầu 7 Central World nha các bạn, bán xuyên suốt luôn. Từ khi Central World mở cửa, bán khi nào tối là đóng cửa thôi. Bán mỗi ngày luôn các bạn. Nói chung là cái đầu tiên thấy muốn ăn là rau củ quả tươi xanh như bức tranh nha các bạn. Sạch sẽ, ngon lành, cành đào. Thank you.
Hình như chị gái này ăn cái món giống giống mình. Đây ở Sandover là có chỗ ngồi đầy đủ cho các bạn luôn nha. Ngon lành. Đó, ok các bạn, mình đã tìm được cái chỗ ngồi các bạn. Mình cho các bạn xem nè. Ở đây rất là lạ luôn nha. Ở đây gồm có, mình thấy có trứng chiên nè, rồi cà tím chiên kiểu như chiên bột các bạn, rồi trứng muối. Bên đây là thịt heo kho nha. Còn đây là nước chấm nè, mình chưa thử được các bạn. Còn bên này là cơm chiên. Còn rau thì bên này mỗi thứ miếng nè. Cái dĩa này là 50 ngàn mình nha các bạn. Ăn trải nghiệm thôi. Mình cũng chưa ăn cái loại cái cơm như thế này nữa. Cơm rất là ngon các bạn. Cơm chiên mềm dẻo. Đặc biệt là trong này có mắm ruốc nữa các bạn. Thơm lắm. Có cả khổ qua gừng. Ngon các bạn. Có qua gừng đắng lắm. Nhưng mà ngon. Thịt heo này không có phải kho mặn, mình nhìn giống kho mặn nhưng mà không phải các bạn. Kho cái vị nó cũng lạc lạc, nó hơi ngọt ngọt vừa ăn à. Chứ cái này mà gọi là kho mà kho khô á, ăn với rau củ này là bá cháy luôn các bạn. Kho bên này là gì? Ngon. Nước chấm có mắm ruốc, bá cháy luôn. Được rồi đó các bạn. Trứng chiên như thế hành nè. Đậu bắp. Mình thấy đậu bắp này mình nghĩ chắc bị già rồi. Hơi già trước các bạn nhưng không sao. Đây là trứng muối nha, trứng hột gà muối. Cái mắm ruốc bên này ăn bá cháy luôn các bạn. Thơm, nó cay cũng vừa vừa hơi thôi, không cay lắm, vừa ăn. Ngon. Cái mắm ruốc này nó ngon hơn thịt kho nữa các bạn. Biết rồi rồi. Thoải mái. Cà tím chiên giòn. Trên này đa số là khách nhân viên văn phòng, nhân viên làm việc ở đây ăn nhiều các bạn. Rồi khách du lịch cũng đến đây mua hàng xong ghé ăn luôn. Ngon. Cái này mình không biết hộp vịt hay là hộp gà muối nhưng mà cũng ngon. Mình thấy đa số ở đây thấy hộp gà mà mình ít thấy hộp vịt lắm. Hộp gà bách thảo, trứng chiên này nọ là toàn là dừa sử dụng hộp gà không à. Quá ngon, tuyệt vời. Trái này trái cà tím nào giờ mình chưa ăn sống bao giờ các bạn, nghe chơi luôn. Ồ,
ngon các bạn. Cũng là chấm nước mắm bao giấy. Còn thịt quá trời luôn. Các bạn có đi đến Thái Lan du lịch, các bạn lên nhớ lên lầu 7 nha. Ở trên này rất là nhiều món ăn để thưởng thức. Chiên xào nấu đầy đủ, cơm đồ đầy đủ, bắp thái đồ, chè đồ đầy đủ nha các bạn. Món này 50 ngàn cũng được các bạn. Ngon. Nói thật luôn mình là bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, còn mình sẽ xử lý cái số phần còn lại cho nó xong luôn nha các bạn. Ok, bye bye các bạn.